trôi qua kể từ ngày đầu tiên Mac Mobile lần đầu bước ra thị trường bán lẻ đầy sôi động. 2 năm có thể là chưa đủ dài để giúp một thương hiệu di động chiếm lĩnh thị trường, nhưng đủ lâu để giúp một thương hiệu bán lẻ di động uy tín, khẳng định được tên tuổi và sự tin cậy của mình. Mac Mobile cũng vậy, chặng đường 2 năm trôi qua đã giúp Mac Mobile thêm trưởng thành hơn, mở thêm được nhiều cơ sở cũng như chiếm được nhiều lòng tin hơn từ người dùng yêu công nghệ. Khi ra mắt thị trường, Mac Mobile từ lâu đã được biết đến là một hệ thống bán lẻ điện thoại uy tín với mức giá rất cạnh tranh so với mặt bằng chung cũng như việc cung cấp dịch vụ với chất lượng rất cao. Chính vì lẽ đó, Mac Mobile đã chiếm được lòng tin của đông đảo người dùng công nghệ trong suốt thời gian qua. Năm 2016 được coi là năm đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Mac Mobile về cả phương diện thị phần lẫn danh tiếng trên các phương tiện truyền thông. Để đáp ứng sự ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng, trong năm nay, Mac Mobile đã mở liên tiếp thêm nhiều showroom chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam. Và để kỷ niệm sinh nhật Mac Mobile vào ngày 11 tháng 11, Mac Mobile xin vui mừng tổ chức event mừng sinh nhật Mac Mobile tròn 2 tuổi với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới review công nghệ cùng hàng loạt giải thưởng khuyến mãi với tổng trị giá lên tới 50 triệu đồng. Cụ thể như sau, tổng thời gian tổ chức event từ mùng 8 tháng 11 đến 15 tháng 11 năm 2016. Phạm vi áp dụng, toàn bộ hệ thống bán lẻ Mac Mobile bao gồm tất cả cửa hàng bán lẻ, kênh YouTube, fanpage trên Facebook. Nội dung sự kiện, chung vui, nhận quà cùng Mac Mobile. Chi tiết chương trình, trong ngày sinh nhật 11 tháng 11, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, Mac Mobile sẽ tổ chức chương trình giao lưu với các khách mời có tên tuổi lớn trong làng review công nghệ tại Việt Nam như Vinh Vật Vờ, Review Dạo. Các khách hàng tham dự có thể tham gia hỏi đáp công nghệ để nhận được các phần quà giá trị như gậy selfie, thẻ nhớ micro SD, túi chống nước, tai nghe cao cấp. Từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11, quý khách hàng đến mua máy hoặc sửa chữa tại các cửa hàng Mac Mobile trên toàn quốc sẽ được nhận ngay lập tức một trong 3 phần quà giá trị là sạc cáp chính hãng, kính cường lực cao cấp hoặc gậy selfie. Từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016, tất cả các khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào tại bất cứ cửa hàng nào tại Mac Mobile trên toàn quốc sẽ đều có cơ hội bốc thăm trúng thưởng iPhone 5C Lock. Mac Mobile sẽ tổ chức livestream và bốc thăm trao quà trực tiếp với số lượng máy tối đa 5 chiếc. Bên cạnh sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Mac Mobile, quý khách có thể tham gia mini event online trên fanpage chính thức của Mac Mobile và cả kênh YouTube Mac Channel để có cơ hội nhận thêm một chiếc điện thoại iPhone 5C Lock. Xin vui lòng truy cập fanpage chính thức của Mac Mobile tại địa chỉ Facebook facebook.com/macmobile.vn và địa chỉ kênh YouTube Mac Mobile Channel để biết thêm chi tiết.